phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã thành lập nhóm Vùng Một Hạ Long Xanh. Đều đặn mỗi cuối tuần thì mọi người lại tập trung đi nhặt rác ở công viên, đường đo biển đã chắc chắn, dù là vất vả một chút. Nhưng con số thiệt mạng nhiều gì cũng như đâu đó vẫn có rác, rác và rác. Đó là lý do cho một ý tưởng vừa bắt đầu. Nhưng cũng không thể một lần tìm đường vào khung thành của Rui Patricio. Trung Quốc, AS Roma giành chiến thắng 1-0 và góp mặt phần top 4 Serie A20. Đội bóng đá 7 trận gần đây không thắng là Hoàng Gia Lai dự đoán sẽ tiếp tục có một trận đấu khó khăn khi phải làm khách trước câu lạc bộ Viettel. Buổi tập làm quen sân hàng đấy vào chiều qua của câu lạc bộ